Sáng ngày 7 tháng 10, không khí lạnh theo gió đông bắc tràn về miền Bắc, xung đột với không khí nóng đã gây mưa đến mưa to ở một số nơi. Tại Yên Bái, mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 6 tháng 10 đến sáng ngày 7 tháng 10 gây sạt lở tại huyện Văn Yên, làm 2 người chết và mất tích. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, vào khoảng 3 giờ sáng nay ngày 7 tháng 10, đợt mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 6 tháng 10 đến sáng ngày 7 tháng 10 đã làm đất đá sạt lở vào một nhà dân ở thôn Góc Nhội, xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Vụ sạt lở làm ông Nguyễn Quyết Tiến, sinh năm 1960, thiệt mạng và vợ là Phạm Thị Viên, sinh năm 1962, mất tích. Cơ quan khí tượng dự báo sáng ngày 7 tháng 10, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa. Có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Chiều và đêm ngày 7 tháng 10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa và dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao đã chia sẻ về vấn đề liên quan tới đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia đang được quan tâm thời gian qua. Cụ thể, ông Đặng Hà Việt trao đổi với báo chí trong ngày 6 tháng 10 và khẳng định ngành thể thao đang làm việc về đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia. Chúng tôi tin vụ việc vừa qua là lời cảnh tỉnh với người quản lý làm công tác huấn luyện nhưng lại không dành sự quan tâm cho các em vận động viên, bỏ qua các vấn đề về đời sống của các em. Ông Đặng Hà Việt cũng cho biết, ngành thể thao sẽ tiến hành kiểm tra công tác quản lý đối với các đội tuyển thể thao đang tập huấn tại các điểm tập và tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia trên cả nước. Vừa qua, sự việc về vấn đề dinh dưỡng, bữa ăn dành cho vận động viên của đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia ở thời điểm tập luyện tại điểm tập ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình thuộc khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình được công luận phản ánh. Từ đó, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Cục Thể dục Thể thao đã tiến hành kiểm tra về công tác quản lý của đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia. Từ ngày 4 tháng 10, đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia đã được đưa về Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội tập luyện và được ăn ở tại đây. Ngoài ra, Cục Thể dục Thể thao đã ra quyết định thay đổi thành viên ban huấn luyện và thôi không công tác huấn luyện đối với huấn luyện viên Bùi Xuân Hà. Nhiệm vụ huấn luyện đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia đã được giao cho ban huấn luyện mới, gồm các ông Vũ Văn Trung và Vũ Đình Tuấn. Ngày 7 tháng 10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thông qua phản ánh của các cơ quan truyền thông về việc xuất hiện một trang Facebook có tên Điều trị hiếm muộn, Bệnh viện Chợ Rẫy, thu hút nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đến tư vấn thụ tinh ống nghiệm đón song thai rồng phượng với chi phí 25 triệu đồng. Thanh tra Sở Y tế đã vào cuộc để làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, phòng khám quảng cáo điều trị hiếm muộn lấy tên Bệnh viện Chợ Rẫy. Nhưng khi liên hệ theo số điện thoại trên trang Facebook này thì được hướng dẫn đến số 10 Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, là trụ sở của Bệnh viện An Sinh. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp Phòng An ninh Chính trị Nội bộ BA03, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng chuyên gia thụ tinh ống nghiệm của Bệnh viện Từ Dũ đến kiểm tra xác minh thông tin tại Bệnh viện Đa khoa An Sinh. Qua kiểm tra, bác sĩ BTT xuất trình chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phụ sản do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp năm 2020, có bằng chuyên khoa cấp 1 chuyên ngành sản phụ khoa do Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cấp và có chứng chỉ đào tạo hỗ trợ sinh sản, xét nghiệm tinh dịch đồ và các chứng chỉ, chứng nhận khác. Tại buổi làm việc, bác sĩ T khẳng định hai trang Facebook có nội dung mạo danh Điều trị hiếm muộn, Bệnh viện Chợ Rẫy không phải do mình lập ra và không vào những trang này để móc nối người bệnh đến Bệnh viện An Sinh khám bệnh, chữa bệnh hiếm muộn. Hiện Thanh tra Sở Y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý có thẩm quyền tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 7 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa triệt phá tụ điểm mại dâm cho người nước ngoài tại Luxury Business Club ở địa chỉ số 446-448 đường Phạm Thái Bường, phường Tân Phong, quận 7. Người làm chủ và trực tiếp điều hành hoạt động của club này là Sun Ji-hyun, sinh năm 1976, quốc tịch Hàn Quốc.
khách đến sẽ được chào mời các hoạt động như múa sexy, sẵn sàng cho nữ tiếp viên đi tới bến. Bên cạnh đó, quản lý còn chào mời nhiều combo như có xe sang đưa đón tận nơi, sẽ được các cô gái trẻ phục vụ với giá cả hợp lý, được đảm bảo không bị công an kiểm tra. Nhằm đối phó lực lượng chức năng theo dõi, các đối tượng chỉ tiếp khách nước ngoài là Hàn Quốc, có hộ chiếu xác nhận quốc tịch, được khách quen bảo lãnh vào cơ sở để ăn uống mua dâm. Ngày 3 tháng 10, phòng BC02 phối hợp với công an quận 7 kiểm tra hành chính club trên và thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ có liên quan đến việc nơi này móc nối với Khổng Minh Trí để đặt khách sạn cho 4 cặp khách mua dâm với giá 3,8 triệu đồng một khách một đêm. Đến nay, công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Khổng Minh Trí, Son Tae-hyun về hành vi chứa mại dâm và tạm giữ Kim Da-jip, Jun Yong-han, Ji Yo-han, Yu Eun-young, Lê Thị Vân, Lê Thị Tố Huyên, Nguyễn Thị Sinh, Trương Thái Thanh Hồng về hành vi môi giới mại dâm. Ngày 7 tháng 10, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Dương Phan Quốc Minh, 27 tuổi và Phùng Quang Linh, 24 tuổi, cùng thường trú thị xã Sơn Tây, Hà Nội về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Bước đầu, hai đối tượng khai nhận đã cho vay tại địa bàn thành phố Đà Nẵng từ tháng 3 năm 2023 đến nay và hoạt động riêng lẻ. Các đối tượng sử dụng phương thức phát tờ rơi hoặc đăng quảng cáo cho vay để người vay liên hệ với lãi suất từ 182,5% một năm đến 268,5% một năm hoặc với nhiều gói vay từ 35 ngày đến 50 ngày và đáo hạn nhiều lần với số tiền vay thấp nhất là 5 triệu đồng một người và cao nhất là 30 triệu đồng một người. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, Dương Phan Quốc Minh đã cho khoảng 90 người vay với số tiền khoảng 700 triệu đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Phùng Quang Linh cho khoảng 30 người vay, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng, công an thu giữ nhiều tang vật tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cho vay. Ngày 7 tháng 10, Công an quận 6 đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ cháy nhà dân trên địa bàn. Trước đó, tối ngày 6 tháng 10, người dân sinh sống ở đường Minh Phụng, phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà nhiều tầng ở đường này nên hô hoán dập lửa nhưng không thành. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an quận 6 đã dùng xe thang tiếp cận từ trên cao. Điện ở khu vực này được ngắt để phục vụ việc chữa cháy. Gần 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn vụ cháy. Rất may không có thương vong về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Người dân cho biết căn nhà bị cháy là nơi buôn bán mỹ phẩm. Thời điểm cháy, mọi người trong nhà may mắn thoát ra ngoài kịp thời.